Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Mới đây, hai thiếu niên vì quá đói bụng mà đã ghé vào tiệm tạp hóa cướp một vài bịch bánh trị giá 45.000 đồng và cả hai đã bị lực lượng chức năng nhận định rằng có khả năng phải chịu mức án tù 10 năm cho hành vi trên. Phải chăng hội đồng xét xử đã quá mạnh tay với hai đứa trẻ? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh sắp xét xử vụ án cướp giật tài sản do Nguyễn Hoàng Tuấn, ngụ huyện Củ Chi và Ôn Thành Tân, ngụ quận 9 thực hiện. Theo cáo trạng, sáng ngày 18 tháng 10, Tuấn và Tân rủ nhau đến một nhà hàng ở quận Thủ Đức xin việc làm. Trên đường đi, cả hai đói bụng nhưng không có tiền nên bàn nhau đến tiệm tạp hóa hỏi mua bánh rồi giật bỏ chạy. Cụ thể vào 12 giờ, cả hai đến tiệm tạp hóa trên đường Tô Vĩnh Diện, quận Thủ Đức. Tuấn nói với chủ quán bán một bịch chuối sấy, ổ bánh mì ngọt và ba bịch me. Chỉ chủ quán bỏ tất cả vào chiếc túi thì cậu trai trẻ giật phăng, tăng ga phóng đi. Nghe tiếng chủ quán tri hô, hai người đàn ông ở gần đó đuổi theo bắt Tân và Tuấn giao cho công an phường. Kết quả định giá số bánh bị cướp giật là 45.000 đồng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thủ Đức truy tố Tân và Tuấn ở khung hình phạt 3, tức 10 năm tù với tình tiết dùng thủ đoạn nguy hiểm cướp giật tài sản. Thời điểm phạm tội, cả hai chưa thành niên. Theo luật sư Trần Quốc Dũng, văn phòng luật sư Trần, việc Viện Kiểm sát truy tố Tuấn và Tân về tội cướp giật tài sản là có căn cứ, bởi căn cứ chính của tội này là hành vi công khai, nhanh chóng giật lấy tài sản trong tay người khác và nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng luật sư Dũng cho rằng, việc truy tố hai thiếu niên này về tình tiết dùng thủ đoạn nguy hiểm cần phải xem lại. Ở đây, Tân và Tuấn không dùng vũ lực hoặc đe dọa, không có bất kỳ một thủ đoạn nào nhằm uy hiếp tinh thần người mất tài sản. Các bị can cùng lúc đứng tại vị trí với người bán bánh. Sau khi cướp, thủ phạm không có ý định đương đầu, gây hại đến sức khỏe, tính mạng của chủ tài sản. Nó không giống với hành vi dùng xe máy tham gia cướp giật trên đường phố, giật đồ của người tham gia giao thông. Tôi cho rằng, chỉ cần dùng biện pháp xử phạt hành chính cũng đủ răn đe giáo dục. Nếu hành vi trên mà xử lý hình sự, thì xã hội hiện nay có vô số vụ việc phải khởi tố. Luật sư Dũng nêu quan điểm và cho biết, việc nghi can đang bị truy nã hay nhân thân xấu không phải là căn cứ để xử lý hình sự. Cùng quan điểm, luật sư Đỗ Hải Bình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hành vi của các bị cáo đã đủ các yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản, song nó chưa gây hậu quả cho xã hội nên không nhất thiết phải xử lý hình sự, chỉ cần áp dụng các hình phạt nhẹ như cảnh cáo, giáo dục tại địa phương. Việc Viện Kiểm sát truy tố Tuấn và Tân về hành vi dùng thủ đoạn nguy hiểm, theo luật sư Bình là chưa toàn diện. Pháp luật quy định việc sử dụng xe máy làm phương tiện đi cướp là nguy hiểm, nhưng trong trường hợp này, các bị cáo đến tiệm tạp hóa dừng xe lại hỏi mua hàng. Cả hai cùng ngồi trên xe đợi người bán lấy bánh, lấy chuối sấy và nhân lúc người này đưa gói đồ ăn thì tăng ga bỏ chạy. Luật sư Bình nêu ý kiến, trong một chừng mực nào đó, các bị cáo không gây nguy hiểm hay phạm tội một cách ngay tức khắc như kiểu chạy xe rẹt qua rồi giật phăng túi xách, điện thoại của người đi đường. Mục đích của các bị cáo thực sự chỉ vì đói mà đi cướp chuối sấy, mè trộn đường, điều đó cũng cho thấy các cháu còn quá trẻ con. Trao đổi với phóng viên, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Vương Văn Nghị đánh giá hành vi của Tuấn và Tân có đủ dấu hiệu tội phạm, bị truy tố theo điểm D khoảng 2 điều 136 Bộ luật hình sự, tội nghiêm trọng do cố ý là đúng. Bản thân Tuấn đang bị điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản khác nên cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự để giáo dục, răn đe. Theo ông Nghĩa, các bị can cùng lúc đứng tại vị trí với người bán bánh, không có ý định đương đầu, gây hại cho người bán hàng nhưng không thể xem đây là hành vi không nguy hiểm. Bởi trên thực tế có rất nhiều vụ cướp giật tài sản mà quá trình phóng xe bỏ chạy, thủ phạm đã gây ra cái chết cho nạn nhân, gây tai nạn cho người đi đường và cả chính bản thân của họ. Chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, tôi nghĩ hội đồng xét xử sẽ xem xét cả hai khi phạm tội chưa thành niên, tài sản chiếm đoạt giá trị không lớn. Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng để có hướng xử phạt hợp tình hợp lý. Ông Nghĩa nói và đề xuất nên gộp hành vi của Tuấn ở huyện Củ Chi nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm vào xét xử chung vụ án này để tránh trường hợp án chồng án gây bất lợi cho bị can. Hiện hai thiếu niên bị tạm giam, dự kiến ngày 15 tháng 5 sẽ bị Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức đưa ra xét xử. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Tiếp theo là vụ việc gây xôn xao dư luận, một thượng úy công an đã bắn chết đồng đội của mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Ngày 28 tháng 9, theo lịch tòa, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm tại Quảng Trị vụ nguyên thượng úy công an Lê Văn Hùng bắn chết đồng đội. Trước đó, ngày 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Lê Văn Hùng, 35 tuổi, nguyên thượng úy công tác tại phân trại số 2, trại giam Nghĩa An, Bộ Công an, đóng tại xã Triều Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị,
9 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, buộc cấp dưỡng 1 triệu đồng một tháng cho mỗi người con của bị hại đến lúc trưởng thành. Trong quá trình làm việc, do nảy sinh mâu thuẫn, lại có hơi men trong người, nguyên thượng úy công an đã bắn chết đồng đội bằng 3 phát súng. Theo cáo trạng sơ thẩm, lúc 14 giờ ngày 23 tháng 8, Lê Văn Hùng nhận một khẩu súng ngắn loại K-59, 6 viên đạn để đưa hai phạm nhân đi lao động. Hơn một tiếng sau, Trần Đức Hùng ra chỗ Lê Văn Hùng đang làm nhiệm vụ và có những lời nhục mạ đối với Lê Văn Hùng. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc, vì bức xúc nên Lê Văn Hùng rút súng K-59 hướng về phía Trần Đức Hùng bắn nhưng không trúng. Lúc này, Trần Đức Hùng chạy đến nhằm cướp súng thì bị Lê Văn Hùng quật ngã rồi bắn phát thứ hai trúng cổ, khiến Trần Đức Hùng ngã ngửa. Lê Văn Hùng tiếp tục tiến sát đến, chĩa súng vào đầu Trần Đức Hùng bắn thêm phát súng thứ ba. Sau khi gây án giết người, Lê Văn Hùng bỏ chạy, rồi sau đó ra đầu thú. Tại tòa, Lê Văn Hùng thừa nhận hành vi của mình và lý giải do trước đó hai bên có xích mích trong việc nuôi lợn trong phân trại. Đến trưa ngày 23 tháng 8, cả bị cáo lẫn bị hại đều dùng bia rượu nên mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm. Tại tòa sơ thẩm, đại diện bị hại cho rằng hành vi của Lê Văn Hùng có tính chất côn đồ, cố ý phạm tội đến cùng nên cần xử tội nặng. Tuy nhiên, chủ tòa bác bỏ ý kiến này mà cho rằng phát súng thứ ba chỉ là để hạ giận chứ không thực hiện thêm hành động nào khác nên không thể quy là có hành vi côn đồ, phạm tội đến cùng, không phải tình tiết tăng nặng. Sau khi kết thúc phiên sơ thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đang kháng nghị tăng mức hình phạt đối với nguyên thượng úy công an Lê Văn Hùng. Ngày 23 tháng 6, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao Đà Nẵng cũng ký quyết định kháng nghị với bản án sơ thẩm vì cho rằng hành vi của Hùng mang tính chất côn đồ, cố ý phạm tội đến cùng. Việc sử dụng súng trái phép gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người, nhưng phiên sơ thẩm đã bỏ lọt, mức hình phạt nhẹ, chưa có tính răn đe. Riêng Lê Văn Hùng cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do phạm tội trong lúc đã có hơi men, bị kích động mạnh vì bị chửi bới. Tại phiên tòa phúc thẩm, lý giải về phát súng ân huệ thứ ba ngay vào đầu nạn nhân, Lê Văn Hùng khai không biết tại sao lại làm như vậy. Luật sư Lê Văn Hiển, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng, xem xét các tình tiết vụ án thì rõ ràng bị cáo Lê Văn Hùng đã phạm tội đến cùng. Nếu cứ với lý do lời qua tiếng lại mà rút súng giết người thì mỗi ngày chắc phải có cả ngàn người chết, ông Hiển nói. Sau khi xem xét đầy đủ hồ sơ, lời khai tại tòa, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ với bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng nghị và tăng mức hình phạt đối với Lê Văn Hùng lên 12 năm tù về giết người, 2 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng mức hình phạt là 14 năm tù. Là cán bộ công an, vậy mà lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân đến mức giết chết đồng đội của mình. Hành vi của vị thượng úy công an này thật sự khó có thể chấp nhận được. Hình phạt mà Tòa án Nhân dân tối cao dành cho bị cáo chính là lời cảnh cáo, răn đe cho bất kỳ kẻ nào có xu hướng coi mạng người như cỏ rác. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.